cái mặt nó sẽ đang cười và mình sẽ bắt đầu tô và không giảm người tô ha. Đầu tiên mình tô cái đuôi nó màu đen trước nha, để mình tô giống trong tranh á, mình nên mình sẽ đồ cho giống. Thế thì mình tô cái phần này nha. Tô cho nó bằng cái đuôi ở trong ảnh ta đã cho. Thế thì mình vẽ cái gì màu đen nha, lợt lợt thôi. Vẽ cho giống chăm chăm. Vẽ nó sẽ đậm lên hơn nha. Thì đồ cái này mọi người nhớ cho đồ cho nhẹ tay nha, tỉ mỉ mới đồ được. Đó, cái lông mũi màu đen mà tô nha. Tiếp theo đồ cái bờm nha. Đồ cái bờm nó màu đen luôn nha. Hơi khó hổ. Đồ có hai biểu là em nha. Để hai mình sẽ đổ cái phần bên này nha. Đầu tiên mình tô màu á, vàng ngọt trước. Màu cam trước nha, cái bờ. Mình sẽ tô cho đẹp. Mình sẽ tô cho nó đều. Tiếp theo ở bên này nha. Đó. Thì mình sẽ tô cho đều và đậm màu nhé. Thank you.
mình sẽ tô đều màu cho cái bờ mình sẽ tử nha. Phần ở ngoài của nó thì mình sẽ tô màu lọt hơn một xíu. Tiếp theo mình tô màu vàng lọt. Rồi nóng sẽ tô cho đều. Thì mọi người tô đều giống mình vậy nha. Tay chân đều tô màu này luôn nha, màu mình đang tô. Thế thì mới tô ở đây. Rồi vậy mẹ. Thế thì mình tô ở đây. Đó, mình tô rất đều màu nha, và đậm màu. Thế thì mình tô khuôn mặt. Tao không mặc cho đều. Gì á? Mình tô đều và tao sắp xong rồi. Mà mình đã tô xong rồi nha. Đây chính là thành phẩm bức tranh thì con sư tử của mình nha. Cảm ơn mọi người. Chỉ anh tô anh rồi. Hẹn gặp mọi người những clip tiếp theo nha.